Telenrit đã đưa ra thông tin rằng sắp có cập nhật mùa hè mới, và từ đó toàn bộ sự kiện Clot cũng sẽ biến mất. Vì vậy Boom muốn làm một video thử thách về map Time Factory để coi như là chia tay với nó. Nói đúng hơn là bú content đó các bạn. Húp tới giọt cuối cùng luôn, tới cuối luôn, người ta sắp biến gọi đã. Bú tiếp, bú view tiếp. Để cho phần thử thách này thêm hay và hấp dẫn, Bùm quyết định không sử dụng farm. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ khó với Bùm kỹ năng. Vì vậy Bùm quyết định là làm sao sử dụng số gem tối thiểu mà vẫn có thể auto skip được map Time Factory từ đầu đến cuối. Bạn đang thắc mắc Bùm muốn dùng đội hình gì ớ? Nhớ xem hết video này để biết kết quả nha. Còn bây giờ ăn chai Sting, uống bị snack, và chúng ta bắt đầu video thôi. Mừng cho các bạn trở lại với kênh Bầm Go và Lóc Ngang. Ok các bạn, dù rất muốn giveaway cho các bạn nhưng mà có một cái vấn đề nho nhỏ gì nè mọi người. Hiện tại cái video này đó là một cái video chạy deadline của Bầm các bạn. Ngày mai Bầm đang bận một cái việc rất là lớn, cho nên là cái video này Bầm quay với cái thời gian rất là gấp rút các bạn. Có nghĩa là vào lúc bây giờ là 2 giờ sáng ngày 14 tháng 7, thì cái video tiếp theo mà Bùm đưa lên đó, nó có thể là 8 giờ hoặc là 10 giờ sáng ngày 14 tháng 7. Vì vậy là video nó chưa lên thì lấy đâu ra comment của các bạn để mà lọc, để mà giveaway. Nó khó khăn cho Bùm là khó khăn giống như vậy đó. Tuy nhiên thì không giveaway cho các bạn được ở video này, thì video sau đó Bùm sẽ cộng thêm cái phần giveaway video, nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ nhiều hơn. Cho nên là nhớ comment xuống phía dưới nha. Nhưng mà dù gì vẫn kiểm tra post up feed đi các bạn. Nhưng mà Bùm nghĩ là khoảng 5-6 tiếng thì cái post up feed này nó cũng chưa có nhiều. Ta tưởng đâu chưa có nhiều cái nó cũng ra 100 hòm thư gì đó hả ta. Ôi ôi, nói chung là cái hòm thư này chắc Bùm để chắc 4-5 tiếng gì à các bạn. Mà trời ơi, nó lại 100 nữa nè. Thôi chuyện đó bỏ qua. Nói chung Bùm gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn đã gửi những cái phần trời ơi, mới lướt xuống 10 cái. Muốn nói là cảm ơn tất cả những bạn đã gửi phần quà là nè, cảm ơn liền bạn này nè. SKBD Dom UT, anh kết bạn với em đi thì anh ước có con gì em sẽ cố thực hiện theo khả năng của em làm được. Anh ước có đâu đó 10 con cái Titan Clock thôi em. Ước nhỏ nhẹ vậy lắm. Nói chung là cũng cảm ơn bạn. Thì video trước Bùm có nói với mọi người là Bùm full kết bạn á, nhưng mà bây giờ Bùm đã lọc lại những cái người bạn nào mà kiểu giống như là không online nhiều á các bạn. Bùm lọc rồi, hiện tại số lượng bạn của Bùm nó đã dư ra rồi, cho nên là chắc chắn rồi Bùm sẽ kết bạn với bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả những bạn đã gửi phần quà đến mua Bùm nha. Phần quà của các bạn gửi đến Bùm dù lớn hay nhỏ thì Bùm cũng đều rất trân quý và cũng đều gửi lời cảm ơn rất chân thành đến mọi người nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều những cái phần quà này. Đây cũng có nữa luôn các bạn ơi, mới 4 tiếng đồng hồ mà ở trên một con Titan Fanman rồi, ở dưới này nữa nè. Game Lock Food 59 nha, gửi lời cảm ơn đến bạn vì bạn đã gửi cho Bùm cái con Hyper nha. Kết bạn với em đi nha. Rồi ok, Bùm sẽ kết bạn nha. Cho em lên TV, lên ngồi đó đúng rồi, đây tôi nè, 437 gì đó, lên TV gì đó em. Rồi, gửi lời cảm ơn các bạn rất nhiều. Phần quà của các bạn đều rất chân quý, Bùm đều rất chân quý, lớn nhỏ gì cũng được, lớn nhỏ gì cũng gọi là chân quý hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn những cái tình cảm của các bạn đã gửi lên Bùm nha. Bùm hầm thư nó cũng 100 người ấy các bạn, cho nên là các bạn lên TV nó cũng là nhanh gọn lẹ anh vậy thôi, nó còn vô cái phần trải nghiệm nữa, đúng chưa. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok. Hết rồi nha các bạn, Bùm sẽ claim hết và Bùm lại gửi lại một lời cảm ơn tổng thể đến các bạn nha. Còn bây giờ thì sao các bạn, chúng ta sẽ qua cái Trading Plaza. Nói chung là Bùm cũng suy nghĩ lúc đầu là Bùm nghĩ là không sử dụng Santa TV Man thôi, có nghĩa là không sử dụng farm tiền lớn thôi, nhưng mà thôi vậy chưa đủ thử thách lắm. Bùm đã xài rất nhiều video không xài Santa rồi và không xài farm tiền rồi, nhưng mà lần này là không farm tiền nhưng mà còn phải là ít gem nhất mà vẫn auto skip nữa kìa. Chơi gì mới dữ. Thì bây giờ là Bùm có một vài cái suy nghĩ trong đầu về đội hình rồi các bạn. Trong đó thì một cái con fanman này nè các bạn, con này 32 gem là đúng chưa ta? 32 gem này nó cũng hơi mắc cái ta. Để từ từ Bùm coi có cái giá nào rẻ hơn nha. Tạm thời chúng ta cứ coi nó là 32 gem đi nha các bạn. Rồi cái con thứ hai announcer thêm 79 gem nữa hả? 79 gem mắc quá không ta? Hay là tại cái server này bán mắc ta? Thôi khoan các bạn, đổi đi. Đổi qua cái server nào khác đi, với lại
ít nhiều gì cũng phải có hai cái bà xe giờ gì đó, tôi đã đổi qua đổi lại để mà bầm biết được cái giá chính xác của nó, để anh chi để mà còn lít beo nữa, còn làm thumbnail lít beo đồ này kia các kiểu đó, xăng xeo giá rẻ xong lên lít beo nữa, không phạm tiền rồi sử dụng có mấy trăm dèm thắng thôi. Ôi trời ơi, chị mới nhiều view câu view mà nó này nè, được nè, 25 nè, thôi nói chung là chốt giá con fanman này là 25 gem nha các bạn. Đó, con này để bùm để đép đầu nha các bạn. Ồ, đép đầu con này ổn xì định dữ trời lắm nha, 25 gem nha. Không farm tiền thì nói chung á là future con này cũng ok đó các bạn. Future Latlockman này nó có cái ngưng động thời gian nha các bạn, và dam của nó cũng ok, coi như là 120 nữa đi, 120 với trên này con này 25 nữa ha, là thành 145 nha các bạn, cho 150 gem đi cho nó trắng. Ok chưa? Rồi nè các bạn, server này có một bạn bán con announcer với giá 25 gem, nhưng mà bùm nghĩ là 25 gem này không đúng đâu, này chắc bán rẻ hay gì đó. Chúng ta lấy cái ở dưới này nha các bạn, chúng ta lấy 50 gem này, 51 gem thì cho 50 gem, tại nãy bùm cũng làm trắng rồi. Thì 25, 120 với lại 25 này nữa, nó tổng 50 này nữa tổng cộng 200 gem này nha các bạn. Rồi con cuối cùng thì bùm sẽ chọn con Guardian Clockman này nè các bạn. Giá 110 gem á, bùm nghĩ giá 110 này giá đúng đó mọi người, chứ không có giá 150 này đâu. 110 thì nói tóm lại cứng qua cứng lại thì nó nằm đâu đó 300 gem, bùm nghĩ là số lượng như vậy là cũng OCK ổn xì định này đó các bạn. Nhiều đây thôi nha các bạn, 300 gem nha. Liệu rằng với 300 gem không Santa TV Man, không farm tiền này, thì bùm có khả năng auto skip được map Time Factory hay không? Thì chúng ta cùng vào map và thưởng thức nha. OCG anh chị em vào map rồi xé. Rồi bây giờ nó đang lag á, thì bùm cũng muốn thông tin một vài thứ đến với các bạn như vậy nha. Nói tóm lại nha các bạn, thử thách nó không có cái gì là 100% hết nha các bạn. Tại vì bùm nói rồi, thử thách này là bùm cũng chỉ vừa nghĩ ra thôi các bạn, nhưng mà trong quá trình chạy deadline bú view bú fam đồ này kia các kiểu đó các bạn á, thì gọi là như vậy mà chơi thôi, chứ nhiều khi cũng hả không có biết được, không có biết được bất cứ cái vấn đề gì nữa hết, cho nên á là từ cái suy nghĩ của mình rồi làm ra thôi. Cho nên á là mọi người đó, các bạn có thấy xem đó mà các bạn thấy đội hình này ngu rồi, chọn ngu rồi dở rồi, thì các bạn cũng thông cảm ở chỗ là không có nhiều thời gian, với lại cũng chỉ có 300 gem thôi, không có cái gì là chắc chắn chiến thắng ở đây hết trơn các bạn. Cho nên là hả chúng ta coi, nếu mà thắng thì hả bùm gáy kỹ năng cao, còn nếu mà bùm thua thì bùm sẽ nói là gì, 300 gem kêu người ta thua, kêu người ta thắng sao được. Nói chung cỡ nào bùm nói không được chứ, chầm thử cái miệng gọi là không có xương mà nói kiểu gì nói cũng được hết trơn á. Nhưng mà trong suy nghĩ của bùm là không biết được, người ta chắc được, nói tóm lại trong suy nghĩ bùm là chắc được, thì thôi bạn cứ coi đi, cứ coi bùm trải nghiệm rồi bùm từ từ bùm nói, thấy bùm nhìn từng trường hợp. Ê phát lại, ấy da ổn ta, hôi thêm con nữa, rồi rồi mới quay này lọt quá ấy. Ôi ôi lọt hai con rồi, ai da, tại nói chuyện tại không để ý, chứ không phải là không biết chơi mà do nói chuyện thôi. Con này bây giờ bùm để nó, nếu có hai con đó các bạn, con này lát đi, có nghĩa là nó sẽ dí vô mấy cái con này, nó đẩy ngược về nè, còn cái con này phết để nó giải quyết phía sau. Giờ thông minh chưa, tính toán phải như vậy. Rồi bây giờ có 1200 tiền bùm xây đây, nhưng mà bùm xây hơi xích ra đèn xíu. Vấn đề nó chỉ có một thứ thôi các bạn, đó chính là cái việc là sợ nó bị stun rồi chút nữa đó. Bùm tính gì nè, sẽ xây cái con Future Latlockman ở trước nó, để mà nó chống stun giùm. Mà các bạn biết rồi đúng không, khi mà các bạn sử dụng Guardian Clockman, nó có xì lâu 60% mà nó kết hợp với hiệu ứng dầu nhất đẩy của fan bùm nữa, thì thôi khỏi bạn nghĩ cãi luôn, không có cách nào mà toilet có thể vượt qua được bùm. Thua chặt nè, thấy không thấy giật không. Nói là nói giỡn với các bạn như vậy thôi, chứ thật ra là chơi cái này là trước khi chơi cái con map này đó là test 10.000 trận rồi, test dữ trời lắm rồi mới qua ra map này. Ê có vẻ máy quay sao hình như cái quay mười mấy nó có mấy cái con mạnh nữa các bạn. 4.000 tiền chắc không đợi được quá các bạn ơi, cái này nó bị tune nữa nè. Bùm đang định để 4.000 tiền up con này lên luôn các bạn, lợi dụng cái đam nó mà chắc hơi khó rồi đó.
tán luôn cái nữa. Trời ơi, ơi không được, không được. Nó hơi với rồi các bạn ơi, hơi với, không đủ rồi, không đủ rồi. Không, mở mày bạn. Không mở mày, xây con này lên. Để tròn gịt liền. Để mà cái con này đó là đánh đòn xuyên, là nó đánh gọi là đánh thẳng hết tất cả cái con toilet. Từ cái con này cũng có một vài cái kết hợp nó, là nó tròn gịt giống như đó, nó đánh con trước đánh con sau, cái con này hả, cái con hả Guardian nó hả xử lý chung luôn. Như vậy thì nó cũng OCK ổn xì đỉnh, đúng chưa, đúng chưa? Rồi bây giờ chúng ta đang có một cái trường hợp nữa, đó là trường hợp là cả cái con Guardian Clubman này với lại cái con Last Future Last Lockman này đó, nó đều rất là chậm, cho nên là Bùm nghĩ là khi mà up nó lên thì đam nó cũng cao thiệt đấy, nhưng mà giảm cooldown nó vẫn là một cái gì đó nó ok hơn. Thì chắc luôn xây này luôn các bạn, xây này luôn. Rồi từ từ đợi xíu, đợi nhìn trường hợp đi. Bùm nhớ là quay 13, 14 gì. Ê, phết lại mày. Trời, cho lại gần 4.000 tiền rồi các bạn, gần 4.000 tiền kìa. Để up con Guardian Clockman. Quá ghê. Ê, hơi bới nha mày. Mới có quay 13. Trời ơi sao bới quá vậy? Ê. Lock rồi. Đánh nó. Mày vô mặt. Dậy. Nãy giờ là diễn cho các bạn coi luôn, là cố tình, nãy giờ là cố tình để nó lọt, để nó này kia thôi. Diễn chơi nhiều rồi, người ta biết, người ta chơi nhiều rồi. Thôi khoan các bạn ơi, tăng cái tốc độ đánh lên các bạn ơi, nó sắp ra cái con boss kia rồi. Đúng rồi, sau cái Z bắt này nó ra đây nè đó, những cái con mà kiểu giống như mà nó nhiều máu mà nó đi riêng gì đó, là các bạn hả, các bạn phải cẩn thận nha, các bạn phải tăng tốc độ đánh lên, đánh nó rồi bắt đầu hả, để cho cái con fan man đó, cái con fan bùm này nó đẩy ngược lại thì mới ổn. Chứ nó nói chung là các bạn sẽ thấy xử lý ở đây gọn quá trời rồi, tự nhiên qua tới đây sợ. Nó qua cái tầm của con Guardian Clockman này rồi, một cái nó đánh ở đây đánh toàn đơn mục tiêu không, các bạn thấy rõ ràng không? Đó. Mà chúng ta đã up lên level 2 là cũng gọi là dùng hết gia sản để đưa vô nó rồi, không có farm tiền các bạn ơi. Bao nhiêu đó đã gọi là dùng hết gia sản rồi, mà nó cứ đánh đơn mục tiêu, là chỉ cần mà các bạn để nó lọt đâu tầm này nha, là coi như là xin vĩnh biệt cậu. Không được. Rồi bây giờ con này 8.000 tiền, con này 2.500 tiền thì Bùm nghĩ là chưa. Phết lại được luôn rồi. Bùm nghĩ là chưa cần đâu các bạn, tại vì Bùm muốn ưu tiên vào việc up cái con Guardian Clockman này hơn. Nếu chúng ta có thể giữ được tiền và chúng ta up nó lên được tầm 8.000 luôn á, thì nó sẽ khá là hay. Nó hay hơn cho so với việc chúng ta up con này, tại vì con này đơn mục tiêu nó cũng hơi lỏ. Dậy. Giữ tiền đó cho Bùm, không có sợ hãi gì. Đã nói rồi nãy giờ, tất cả những thứ nãy giờ là Bùm diễn cho các bạn coi, là làm content biết luôn là hồi nãy nói chơi bao nhiêu lần ta, nói chơi 8.000 lần đúng không, là cái lần 776 là đã phát hiện ra chuyện nếu mà không up con Guardian đó là nó đi đâu đó tầm đâu đây nè, nó đi tới đây cũng biết trước hết rồi, nhưng mà biết trước hết rồi bắt đầu cứ dậy xây lên rồi còn gì đâu, hay còn gì cần tài khoản up lẹ thấy chưa. Người ta biết là tới cái tầm 21 này đã đủ tiền đồ này kia rồi, là trong tính toán hết, là giả bộ nói này nói kia, cái bắt đầu quay qua up cái dễ. Đi nhanh lên góc kịch toilet. Trời ơi mang cái danh góc kịch đi, trời ơi, đi giờ chậm dữ vậy. Đi ra xa luôn. Trời ơi, rồi đếm quay mới luôn rồi kìa. Trời ơi, không lẽ video mà đang chán thiệt luôn á các bạn, đang video thử thách auto skip từ đầu cuối, không lẽ ra video speedrun luôn gì nè trời. Còn đã ra nhiều đi. Trời ơi mày còn quánh cái đòn màu xanh nữa. Trời ơi. Sao vậy? Ủa, nghe nói cái map Tham Factory này cũng thuộc dạng khó đồ này kia các kiểu, mà sao nó dễ quá vậy? Nè, tao úp con này lên nữa luôn. Ý xa, tao giả vô đầu nè. Tao cốc vô đầu mấy cái thằng nhiều máu, tao cốc vô đầu. Số ôi ở đây nè, phần này nè, phần bùm nè. Ý mày về, đẩy mày về. Dễ, đơn giản.
Nói chung các bạn ơi, quay 25 này nó chưa nói lên được gì. Tại vì á, khi mà các bạn sử dụng những cái đội hình khác á, các bạn sử dụng đội hình farm tiền á, thì thật ra quay 25 này các bạn cũng sẽ xây được những cái con giống như vậy. Tại vì sao? Các bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều cái quay đầu để các bạn up Santa đấy. Cho nên là nhìn tới đây cũng chưa nói được gì đâu mọi người ơi. Nói nó chơi vậy thôi chứ quay 25 là những quay dễ từ tầm quay 40 trở đi á, mà không biết có đi được tới quay 40 hay không. Tại vì nó hụt tiền dữ lắm, mấy con này nó nhiều tiền lắm, nhưng mà sao gáy được cứ gáy. Trời ơi dầm thứ, đã gọi là hả, đã làm content rồi, đã bú content rồi là gáy được, mình phải gáy chứ làm sao mình không gáy được, đúng không các bạn? Phải gáy lên. Dầm thứ là giống gì nè ha, nè bầm chỉ cho những ai mà muốn làm YouTube đúng không, tới tầm quay 27 đồ này kia các kiểu nè, thấy nè, thấy mấy câu con này nó ra nè, giống như vậy nè, bầm chỉ cho nè, ra nhiều đồ này kia các kiểu nha, cái bắt đầu nè, cái bắt đầu các bạn thấy nó bị tiêu diệt nè. Vậy gà đông thêm đi, trời ơi gà như vậy kêu đông tức dễ sợ. Trời ơi gà, trời ơi, hồi nãy gà còn thấy được mấy con, sao giờ thôi ơi, sao lú đâu gà lụm hết trơn vậy? Đi nè, bố toilet 2.0 gì nè, 208.000 máu, dở yếu 2.8 máu chứ gà nhiều đây máu rồi sao được nè. Người ta mới có hai thằng à, người ta mới có hai thằng Guardian Clockman chưa mát, chưa mát còn ngớp lên đợt 14 mới mát nữa cái gì. Future Last Clockman chưa có gì trên, mới có lè dầu ba gà, trời ơi nó chưa có bao nhiêu hết trên á, mà hả đi không nổi, đi mới đi có mấy bước sầm gọi ở đây. Fanman người ta mới có lè giờ một gà, chưa có up lên nhiều, chưa có đẩy điếc gì được nhiều rồi hả, thêm con này thì đúng con này mát thiệt mà ít thì có nhiêu đâu. Rồi cái gì Simon mát đi sai tên tịch toilet gì thôi, yếu quá yếu nhớt tay lục chọn cùng bu lên đầu tao nữa. Ê glitch có glitch phát lại. Ủa à, sao lỗi à, con glitch bu xong không chạy à, tất cả là trong tính toán luôn à các bạn. Nói nhiều khi bạn tin tất cả trong tính toán là sao, là sao bùm nói cho các bạn nghe. Nhiều khi các bạn nói là cái game này lỗi đúng không, có khi bu vô là glitch chạy, có khi bu vô glitch không chạy đúng không. Sai nó có tính toán hết, giống như bùm nói như vậy nè, cho các bạn dễ hiểu nè. Tại sao con glitch hồi nãy nó bu vô cái con fan bùm ở đây nó không chạy, đó là bởi vì bùm tính bùm canh cái góc nè, cái góc này bùm chỉ nha, từ cái cục đá này nè, từ cục đá này nè chạy ra đây là 3.14159.2654 cm. Các bạn canh chuẩn như vậy nha, canh chuẩn 3.14159.2654 cm nè, từ góc này nè. À các bạn lấy cái tài đó, lấy cái tài đó đò làm sao đó xây ra đèn sấy. Rồi các bạn hả, từ đây qua đây ha, là các bạn canh khoảng 1.975.42351, tầm đúng cái cm đó nha, tầm đúng đó là bảo đảm không có chạy. Cái đó là người ta nói thiệt chứ không phải là người ta nói chơi. À, khoan từ các bạn ơi, tới tầm quay này nó cũng hơi mệt nha, thì bùm chưa muốn up cái con này lắm, tại vì nếu mà up Future Last Lockman mình sợ không đủ đam á các bạn. Guardian nó sẽ hay hơn á mọi người, bắt đầu đi thiếu đam rồi các bạn ơi, không ổn rồi các bạn ơi. Up này đi, hãy tin tưởng ở bùm, hãy tin tưởng ở bùm nha. Tại vì cái này á là, cái này nói chung là các bạn nhìn là các bạn nhìn vậy thôi chứ chút nữa nó mới thiếu đam. Bây giờ như các bạn thấy, từ quay 35 đổ đi, toilet nó sẽ ra theo một cái trạng thái, đó chính là nhiều con, và mỗi con nó sẽ chia cái lượng máu ra một cái số lượng nhất định, chứ nó không phải là nó theo từ 40 chỗ đổ đi thì lại khác nha các bạn. Từ 40 đổ đi là cái câu chuyện của những cái con ít máu, nó đi chung với một cái con rất nhiều máu. Ví dụ giống hồi nãy các bạn cũng thấy ở quay tầm đầu quay hai mấy rồi đó, nó còn có còn Simon Santé Toilet, nó tự nhiên nó xuất hiện cái con hả máu vé dè dè giống như vậy, thì bắt buộc là các bạn phải dành số tiền đúp up Future. Ê Galit đó, ê đừng chạy Galit ơi. Con kia cầm vô rồi, đó thấy không tính toán cái quay này là tính trước luôn, là cái con kia nó sẽ cầm vô con Galit luôn, tính hết rồi. Ê ô sàm quái không lo up, sàm quái không lo up. Ê 8.000 tiền up con này, chọn gịt từ. Ê ông lại ông dậy quá, gọi là 39 luôn rồi đó hả, kỳ quá. Ta có đem theo Santa TV Man đâu, ngộ ngừng la lùng. Ê bài đó kỳ lộ chọn
Beret, 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 beret các bạn ơi, beret, 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 bổ 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 sung đam liền các bạn. Tròn gịch. Beret, beret, beret này mệt nha, beret này mệt nha. Không không không, không 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 dẫn được nữa, không dẫn được nữa. Nó là một cái đơn vị rất nhiều máu, 2.600.000 máu đó các bạn. Ê phết lại, mày giải quyết con beret này, đừng cho nó chạy. Rồi tới mấy cái quầy có cái con nhiều máu đi rồi, tới sau 40 rồi đó các bạn. Ê, đập nó đi. Vậy thấy không? Dễ nè. Thật ra là cái con Magnet Sense Toilet 3.0 bùm cũng tính trước rồi là nó đi qua nó sẽ bu vô mấy cái con này, là không có vấn đề gì hết. Chúng ta vẫn có thể là tận dụng cái đường thẳng này đánh được chứ không có gì hết. Làm content nó rồi, làm content. Ê sao cái máy quay này nó nhiều dữ vậy? Trời, mấy cái thằng ôm này thiệt tình đó. Con này chưa được 10.000 nữa. Ê phết lại quánh con Magnet nè. Tròn qua cấu máu đều nha. Guardian giúp em. Không được các bạn ơi, không, lúc này không có bổ sung cái đam Guardian được, phải future. Ổn không mấy anh? Ừ, bu lên đi. Ê, mới 43 mấy anh, chết rồi các bạn ơi. 43 mà nó đi nhầy. Khúc sao làm sao đủ đam đây ta? Bây giờ làm sao đây? Không lẽ up con này lên level 2 hả ta? Up lên level 2, chuyển qua tròn. Bùm đang muốn đẩy nó nhiều hơn các bạn. Con này này nó đang đứng ở đây, rất có khả năng là nó bị tuôn đó các bạn. Chúng ta đang cần phải tận dụng cái vụ đẩy này nghe các mọi người. Không có đẩy nó mệt lắm. Nói chung là làm sao các bạn phải câu kéo toilet nó còn nằm trên đường thẳng này thì chúng ta còn đam nha. Tại vì bây giờ là mình tất tay vô hai con Guardian Clockman rồi. Rất nhiều tiền nếu mà so với cái đội, một cái đội hình mà nếu mà chúng ta gọi là không farm tiền đó, hai con này là hiện tại là nó chiếm rất nhiều tiền đó các bạn. Rồi bây giờ up cái con future đi, một con future lên mát đi các bạn, để nó giải quyết mấy con Magnet Sentinel này nè. Có gì bầm chuyển phết nó còn dễ. Rồi còn lại là cái con Guardian Clockman nó sẽ giải quyết nha. Ây da, sao hơi vớ vậy mấy anh? Đánh nó đi. Rồi bắt đầu lò rồi. Ê. Anh ơi, anh phết đi, 900.000 máu, 800.000. Anh ơi, đừng anh ơi. Không được, một con nó vẫn phải đánh ở trong. Cái con này nó cũng phải vẫn phải đánh xì tròn mới được. Á chà, hết đẩy rồi. Ê, da. Khoan. Được không? Không. Phết lại, phải đẩy. Hãy đẩy được tụi này đi, phải đẩy được tụi này đây, phải đưa được tụi này để 12.000 tiền lên con này hả? Không. 10.000 lên Guardian ổn hơn. Quá nhiều rồi. Con này phết. Con này tròn mới được các bạn. Cấu máu lại còn nhiều máu, một con phết đây được rồi. Hai con phết không ổn. Glitch ra. Glitch bu 4 con. Đừng chạy. Đúng rồi, bu lại. Quay 50 rồi, bu lại. Ê 10.000 tiền up, 10.000 tiền up. Bổ sung thêm đam nè. Tròn gịch luôn nè. Up lên level 2 nè. Up con này lên level 2 nè. Rồi hai con này bị ngủ nhiều quá, một con này nữa. Con này bao nhiêu tiền? Up lên tròn gịch. Rồi, như đây đủ không? Rồi như vậy là nhiều máu chưa? Mày nhiều máu. Tao đợi cái khoảnh khắc này có bao nhiêu nữa. Dễ. Sợi. Dễ không các bạn? Dễ ẹt. Video thình thành video xì bích lên luôn. Trời ơi, video thành video xì bích lên luôn. Trời ơi, con này xì tròn luôn. Tập trung đánh xì tròn đi. Rồi bầm sẽ lý giải vì sao mình đánh xì tròn nha. Bây giờ nè, chiến thuật tiếp theo nè, bán con này nè, bắt đầu nè dùng fan quạt đáng chi, chặn lại. Con này đừng đánh hồng cho một con đánh phết nè. Rồi chặn nó lại nè. Rồi phết luôn nè. Không phết được rồi mấy anh. Đánh từ, còn 22.000 tiền chặn lại là up lên được rồi. Ê. Rồi còn nhiêu máu? Dễ. Thấy không? Đi chịt, trời ơi, quay đít mặt tao. Dễ.
dẹt thành video xì bích kênh luôn, 17 phút 50 giây. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem video đến đây. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Còn bây giờ thì bye. Dễ quá trời, quá dễ.